hả? Ông cứ để đấy, ông cứ để cây đâu. Ngày là để đất. Đôi gốc thôi. Cái đó cũng già. Xong rồi. Lên đường. Lên đường. Vâng. Chờ tí. Xem giao dịch cái đã. Xe nhà này. Lúc đấy là giảm 1 triệu tất cả luôn, là 1 triệu trước tất cả. Đắt thế cơ? Thuê mà mình gốc được bao nhiêu? 6 gốc bao nhiêu? 1 triệu một gốc, 1 triệu tất chỗ này đắt nha. Bán làm sao được? Bán bao tiền gốc? Tùy theo. Tùy theo. Dao động thì khoảng bao nhiêu? 200 vạn. Ngon, ấm cúng. Anh bảo thôi, bây giờ còn chỗ này làm 1,2 triệu tất. Tất. Thì làm thế thôi anh đi về. Không lấy xe, không lấy xe đâu. Đưa thêm 100.000 tiền xăng trở về nhà là có 2 cây số thôi. Thì là 1,3 triệu. Làm tất đi về ăn nằm với vợ của con. Tôi về nhà thì con gà ăn nằm với vợ của con. Ông thích ở nhà tôi uống rượu luôn. Văn Giang lên hay sao đây? Có gần nhà ông em gì tên là Hiển không? Đỗ Thế Hiển ấy. Ủi mẹ, thế không biết sáng nay gửi cho cái cây lên. Hỏi xem là hội nhập với hội lực có ở đấy không? Mai nhập của đi chợ trôi, à lực của đi chợ trôi bảo mang lên cho. À thế à? Lực rồi nhỉ, bên... mai chợ trôi nhỉ? Lực thì ở bên lấy bên, cái si nhưng mà bảo là không có ai để gửi lên. Hiển đi, nó ngay gần nhà em mà. Ủi thế à? Hiển nháy vậy. Mắt nó nháy nháy đúng không? Chả biết, gọi Đỗ Thế Hiển ấy. Đấy, đấy, cao cao ấy. À thế à? Nó ngay gần nhà mà. Ủi thế không biết. Hôm qua hỏi có ông nào dưới lên Vạn Phúc không mà là không có. Này. Ngay quá. Sáng giờ bán được gốc nào chưa bác? Sáng bán được 6-7 gốc luôn. Quá. Ôi, nó nhìn. Đấy. Còn cái chỗ này xấu nhất. Xấu nhất. Đấy, cả rồi không? Đấy. Xem nào. Nói chung là nhìn nó giống nhau thì chịu. Mỗi người một mắt. Đứng cạnh xe nhà thì thơ phết. Vâng. Đấy. Họp. Hôm nay mới gọi là họp chứ. Thơm chưa này? Hùng đó là anh chị ơi. Cái cây này nó cứ chê của em. Đấy. Cây cây. Hôm trước vu nó cắt. Cây là phải vụ dáng. Cây nào dùng dáng nào đâu. Mỗi người một cách. Đúng. Bà nhiều ông hỏi khó lắm, khó trả lời lắm. Mình thích là mình chơi thôi. Đẹp phết đấy. Cây này vào một chê. Này về đây một tí, về đây máy. Có thì cây nó ra đẹp. Nhà có máy này. Cái gì thì có hả? Cây ngon. Xin đã. Nhiều khi đục khó. Có cái máy lùa dễ. Đục cái này giờ dễ. Long. Cái này ra hở cái thì nó lại cứ luôn. Cái này còn chưa chưa. À, bóc hết cái da này ra, trong này ra. Đó là cái dễ bắt vào mà. Cái lệ nó lấy cái này được hết, nhìn tự nhiên. Để mãi bây để em. Bây giờ em mua 4 năm rồi. Nó chảy đi. Mua cái này từ năm 2014 rồi. Thuê được này đẹp hơn, làm biệt ra làm biệt nhiều. Mỗi năm tính 1 triệu tiền công. Ra quê đây ai chơi được. Bây giờ là bao nhiêu? 65. Con quê này ai thằng chơi được. 6 triệu. Con này tiền gốc nữa. Là bao nhiêu? Lấy con này là 1 triệu 8 của là thằng gì Linh Bình. Thằng gì Trọng. Cường Trọng á? Trung Trọng. Linh Bình. Linh Bình. Không phải là Cường Trọng. Mà là
Cái này giờ giá thị trường bao nhiêu anh em nó biết anh? Cái này giờ do thị trường khoảng 4 đồng rưỡi. 4 đồng rưỡi. Ôi, thế không tính công nuôi à? cũng được giá thì bán thôi, không được giá cứ để nuôi. Ok. Mình nhớ hôm trước có vào quay vườn rồi đấy. Anh em biết rồi đấy. Trời ơi. Mà cái này gắn cái này thôi. Đùa to. To rồi này rồi. Đấy. Thích đồ già rồi đây. Nè. Đồ già đấy. Cho ăn rơi mà nên rơi là đồ này khó làm quá. Ăn hôm mua phân cho lợn được không ấy? Em mua 4 tải về. Cái này xem vật cực rắn gì không? Chắc cực rắn là. Nhưng mà cái phân của nó rất tốt. Phân nó là một sườn tính rồi. Cho nên là thì không phải 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 không đang quay thì có ông gọi điện để xem hôm nay ông bán cái này bao tiền. À quên giới thiệu các bác là chợ Vạn Phúc thì vẫn đuổi thôi nhé. Cho nên nó vẫn vắng lắm. Có sáng sớm này các bác hỏi là có họp không thì không biết đâu. Không biết. Ra thì đội bán rong thì sẵn sàng trên xe là sẵn sàng chạy thôi, sẵn sàng để chạy công an thôi. Tí nữa chạy tới le bây giờ được ngơi được lúc nào không đuổi là được thôi. Đấy, cây của ông nghe. Vâng. Là gì nhỉ? Cộng hòa Chép. À, đúng rồi, nhưng mà ý là bao tiền đấy? Cái nào? Đấy, đấy. Cái này 350. 400, cái này 500. À, 350 là đẹp hơn cả 500 đấy em. Đấy. Cũng phải có cái đất cái gì. Đấy, cộng hòa Chép. Cộng hòa thì 700. Rồi me thì 600, ổi 5 lít. Me 600 ổi 5 lít, tường vi bao nhiêu? Tường vi 700. Ổi 5 lít, tường vi 700. Xương cá 1 triệu. Giá quá nhỉ? Bán giá nó hợp lý thôi, giờ nó cân mà nó không có chờ. Mai ông lại lên đấy à? Lại lên... Nủa. Hôm trước gặp cái thằng gì nó ở ngay gần nhà mày, nó có cây dành dành to lắm. À đây à? Chân nó giả nó 5 triệu nó không bán. À. Chân mà nó cao mà. Cây hoàn thiện rồi à? Cây một cây đa số nó tự nhiên thôi, chứ nó không làm thế gì. Không, nhưng mà nó cao khoảng 1.5 m, 2 m. Chưa được rồi à? Nó dùng chống chậu lâu rồi. À. Nó ngay chỗ nhà quán nước tên là gì quên mất tên, hôm qua nó vẫn có số điện thoại con ở đây. Thái à? Ờ Thái. Đẹp phết. Có cây đấy, hai cây đấy nó đòi 16 triệu. À, hai cây cả. Hai cây dùng chống chậu đẹp lắm. Ồ. Giống nhau à? Giống nhau đôi. Phần ý bệnh này. Kinh đấy nhỉ. Nhưng mà chân nó không có bể. Cái đấy về chỉ chắc chơi hoa à? Chơi hoa đâu mà bể, cái đấy chỉ cắt ra từng đoạn thôi. À chưa. Cắt từng đoạn châm cho bà lấy cái cây làm cái thế bán thôi. Hái đồ này cũng đi bán cây à? Ờ. Anh Toàn nó chờ đôi cây ra nổi suốt. À, cái hay quá. Đúng rồi, nó mà mời vào đây về xem cây nhà nó thì có mỗi hai cây chành chành mấy cây hoa giấy. Em uống bia xong rồi về. Anh Tùng có bán được cái ổi ở bên nhỉ? Bán được cái kia để nó bao tiền. Đâu? Cái ổi kia. À bán rồi á? Ừ bán rồi, cái ổi mới cây... Cái ổi mới cây chào Phúc Kiến. Hai cây kia là bán cho ông ngồi trên xe rồi. Đây, bán cho thằng chìa khóa rồi cả. À, ôi, ông đấy. Ông đấy chắc là bán được 100 triệu. Đúng rồi. Thơm. Cái ổi bán được 100 triệu này. Đấy. Hoa nhai này bao tiền không? Tùy theo. Hả? Tùy theo. Tùy. Gốc to. Bao nhiêu này? 300 không? 300 ngàn một cây to. 300 300 là quá rẻ. Rẻ đấy. Ông này ông vẫn rẻ. Hợp lý. Ông này ông vẫn rẻ đấy. Đấy. Tôi cứ buốt kia vật. 200 nhưng mà nó không có che lắm. Nhà ông này chắc trồng được. To. Rồi.
bây giờ cũng là cây con con thằng đấy. Mai có lên chợ nào việc đấy để chuyên của chúng mày tiền sau này đấy. Cứ bảo nó để đến 20 tao cũng sáng mua một món rồi đi chơi bao nó gần nhà mà. Và là mai nó có cái chợ ở trên ấy, cái chợ ấy, chợ ấy đông hơn bên đấy bán thì được. Chỗ nào? Chỗ Hữu Bằng nghe biết không? Kia phải tính sửa được kia nủa chú Hữu Bằng thạch thất đấy. Thất á? Lập lập lực ông hay đi ấy. Lực lực gì đây? Chỗ này của đây. Ai gốc kìa? Ai gốc trả lời chú ăn tân dưỡng. 550 hay không? Lúc này cứ bảo là mẹ 250. Quên chú bảo con này. Ai con này trả lời chú 500. Ai thì 300. Không, 300 lúc này con này 200. Không. 200. Không, không, không ạ. Thì đây thế nào mới 350 hay không này? Không, 350 không bán được. Bán được thì thôi luôn. Thì thôi, thì cháu ơi, cháu có làm gì đâu. Hả? Ông cứ để cây giống. Ngày là để chất. Nó lốc. Đó. Nó lốc. 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 Vâng, chờ tí. Xem giao dịch cái đã. Không, không, không. Nó đã 2 lít, 2 lít, 2 có 4 lít. Ủa, sao lại đấy nhỉ? Không à. Chắc con trang qua nó không lấy nó bỏ. Có nhà ai bày sọt rác. Xong rồi. Tao không vào về nhờ kịp nữa, ta lại chết cũng còn nó cần chơi. Tao trồng nhà nhiều lắm. Sao hôm nay